Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Du học Canada, tìm hiểu các trường và các học viện nằm trong chương trình Các trường Canada không cần chứng minh tài chính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trường Sacre College. Thì trường Sacre College được thành lập vào năm 1966 và được công nhận là học viện công lập sau trung học, cung cấp đa dạng các chương trình bậc đại học và đào tạo nghề. Trường tọa lạc tại khu vực cộng đồng Castlego Nelson, yên bình và thân thiện, thuộc tỉnh British Columbia, Canada, cách Vancouver 1 giờ bay. Tại đây, sinh viên có thể theo học 2 năm đầu của chương trình cử nhân chuyên ngành nhân văn và khoa học, hoặc hoàn thành chương trình cao đẳng các chuyên ngành như là truyền thông số, kinh tế, kế toán, quản lý khách sạn, dịch vụ xã hội, khoa học địa lý và nhiều ngành học khác. Thì Sacre College có học phí vừa phải với lượng đào tạo và tập trung cao vào từng cá nhân. Bên cạnh đó, ngoài những cái chương trình đã được kể trên á, thì còn có những chương trình cung cấp các chương trình Anh ngữ học thuật hoặc là Anh ngữ chuyên sâu nhằm tạo được cái nền tảng ngôn ngữ vững chắc cho sinh viên khi vào chương trình học chính thức. Trường có các chương trình nổi bật như sau: chứng chỉ sau đại học chuyên ngành kinh tế, chứng chỉ sau đại học ngành quản lý khách sạn, chứng chỉ cử nhân liên kết ngành khoa học, sinh học và hóa học, quản lý khách sạn và các khu nghỉ dưỡng, hệ thống thông tin địa lý. Để biết thêm thông tin về học phí cũng như các kỳ khai giảng nhập học, điều kiện tuyển sinh thì các bạn hãy liên lạc ngay với các tư vấn của chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879. Còn về chương trình du học Canada visa dạng ưu tiên, được gọi tắt là CS, sẽ có những cái ưu điểm gì và yêu cầu đầu vào ra sao? Thì sinh viên muốn xin thị thực du học thông qua chương trình visa ưu tiên cần đáp ứng được các yêu cầu sau đây: được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường tham gia vào cái chương trình visa ưu tiên này, bằng chứng là đã chi trả học phí trong vòng 1 năm học, đạt tối thiểu IELTS 5.0, trong đó không có kỹ năng nào dưới 4.5, mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo từ ngân hàng Stockia Bank với trị giá là 10.000 đô la Canada để chi trả chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada của mình. Các bạn cần phải nộp hồ sơ xin thị thực 60 ngày trước cái ngày nhập học, tiến hành khám sức khỏe tối thiểu 1 tuần trước ngày nộp hồ sơ thị thực. Còn về ưu điểm của chương trình visa ưu tiên này, chương trình này sẽ ưu tiên trong quá trình cấp xét thị thực đối với các hồ sơ học sinh tại các trường thành viên tham gia. Hồ sơ chứng minh tài chính thì gọn nhẹ hơn, thời gian xét visa nhanh hơn. Lưu ý với các bạn là chương trình này chỉ kéo dài trong vòng 18 tháng, bắt đầu từ tháng 2 năm 2016. Nên những bạn nào có ý định du học Canada thì hãy nhanh chân lên để đừng bỏ lỡ qua cơ hội này. Mọi thông tin liên hệ liên quan tới vấn đề du học visa Canada và ưu tiên hãy liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Thuận, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh nữa ngoài thành phố biển Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.